Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Hải Triều nha anh em. Thì ngày hôm nay công ty ô tô Phú Cường của Hải Triều về rất là nhiều xe tải rắc luôn anh em. Hôm nay Triều sẽ làm một cái video báo giá tổng hợp tất cả các dòng xe tải rắc hiện tại đang có ở công ty ô tô Phú Cường của Hải Triều nha anh em, để cho tất cả anh em nào mà đang theo dõi cái video này nè, để mình biết được giá hiện tại và chương trình khuyến mãi trên cái dòng xe tải rắc để anh em mình đầu tư nha anh em. Thì sau lưng Hải Triều đây là ba con xe tải rắc trong phân khúc là N200 và N350S anh em. Thì xe tải rắc N200 N350S hiện tại đang có chương trình khuyến mãi lên đến 15 triệu dành cho tất cả các anh em luôn, và tặng cho anh em thêm camera hành trình theo xe. Anh em chỉ cần đưa trước cho bên Triều khoảng là 100 triệu là có thể nhận xe rồi. Giấy tờ thì chứng minh sổ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc là độc thân anh em. Còn mà phần còn lại thì Triều sẽ bấm biển số và kết nối anh em với ngân hàng nha. Thì con xe tải rắc này hiện tại đang sử dụng là động cơ Cummins với dung tích máy là 2.753 anh em. Thì anh em nào mà muốn cần biết rõ hơn thì anh em có thể liên hệ cho Hải Triều, số điện thoại để Hải Triều để bên dưới phần mô tả này. Hải Triều sẽ báo giá chính xác nhất là các tỉnh của anh em. Thì đối với dòng xe tải rắc N200 N350S anh em, thì hiện tại giá của nó là 434 triệu đối với xe thùng bạc. Còn mà anh em nào mà sử dụng thùng kính thì sẽ tăng thêm 5 triệu nữa là 439 triệu nha anh em. Với cái dòng 1 tấn 9 và 3 tấn rưỡi thì với chiều dài thùng của nó là 4m360, chiều ngang là 1m820 và chiều cao là 1m8 anh em. Đó, anh em nào có thùng bạc thùng kính cho anh em lựa chọn luôn. Đây anh em. Đó, và dòng này thì nó có 3 màu, màu trắng, màu xanh và màu bạc. Đó. Thì anh em nào đang quan tâm thì anh em có thể liên hệ cho Hải Triều. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi ra ngoài sân đi anh em. Đó. Tại vì hôm nay về rất là nhiều xe luôn, chủ yếu là Triều làm video này là quay báo giá và chương trình khuyến mãi dành cho anh em. Đây, riêng về dòng xe tải rắc nha anh em, tại vì dòng xe tải rắc hiện tại bây giờ trên thị trường giá thành rất là tốt luôn anh em. Đó, và chương trình bảo hành rất là tốt, bảo hành 5 năm 150.000 cây anh em. Đó, tiếp theo. Đây là một em xe tải vừa về luôn anh em. Con này là rắc N680. Con này thì chơi khủng hơn, khuyến mãi 22 triệu cho anh em. Đó. Khuyến mãi 22 triệu cho anh em. Con này thì chiều dài thùng của nó là 6m2 anh em. Chiều ngang là 2m3 và chiều cao là 2m anh em. Con này thì có cabin giường nằm luôn anh em, cabin kép luôn nè. Đây. Đây cameraman em quay đây cho anh em xem. Đó, con này thì với dòng 650 Plus thì nó như nhau. Đó anh em, nhưng mà dòng 650 Plus á thì là dòng 650 Plus là sử dụng động cơ Cummins, không sử dụng là bình hệ thống khí thải Euro 5. Dòng 680 này sử dụng động cơ là DEV của Đức nên sử dụng hệ thống khí thải Euro 5. Và cái chương trình của xe tải rắc 650 Plus thì tặng cho anh em một cái màn hình cảm ứng anh em. Màn hình cảm ứng, camera hành trình trước sau luôn. Đó, màn hình có thể tích hợp nghe nhạc nè, rồi gọi điện nè, Google Maps nè, báo biển báo nè. Đó, cái dòng 650 bây giờ cũng đang có chương trình tốt. Thì đối với dòng 680 này thì giá của nó hiện tại là 511 triệu trừ 22 triệu nha anh em. Còn 611 triệu trừ 22 triệu là còn 589 triệu nha anh em. Đó, còn đối với dòng 650 Plus thì nó là 653 triệu xe thùng chưa giấy tờ. Thì chiều dài thùng là 6m2 hết nha anh em. Anh em nào đang quan tâm thì anh em có thể liên hệ cho Hải Triều. Tiếp theo. Đây anh em. Rất là nhiều xe luôn. Nhiều xe rất đang bấm số về nè anh em. Rắc 3 tấn rưỡi rất là nhiều, 2 tấn 9. Tiếp theo là con rắc L240 anh em. Con rắc L240 với tải trọng là 2 tấn 4, chiều dài thùng là 3m7 nha anh em. Con này thì sẽ có camera hành trình cho anh em, tặng bộ ghế da cho anh em. Đó. Con này thì nó sử dụng là động cơ là Trung Quốc luôn anh em. Đó, với chiều dài thùng là 3m7. Thì con này hiện tại giá của nó là 385 triệu xe thùng như thế này nè anh em. Chưa giấy tờ, còn biết rõ hơn chi tiết thì anh em có thể liên hệ cho Hải Triều. À và Triều quên, anh em chỉ cần đưa trước cho bên Triều khoảng là 80 triệu là có thể nhận con xe 2 tấn rưỡi thùng 3m7 này rồi. Rồi, để Triều cũng sẽ, con như có con N680 và N650 thì anh em đưa trước cho bên Triều khoảng là 180 anh em, 180 là có thể nhận xe rồi. Đó, giấy tờ thì
bấm số thì chiều sẽ hỗ trợ hết cho anh em, ra biển số luôn và chiều sẽ kết nối cho anh em với ngân hàng đó. Rồi tiếp theo đây, con này đang chuẩn bị đi bấm số đây anh em, dắt 5 chân nha anh em, dắt 5 chân đó. Con này thì là một trong những đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với Chiên Long anh em. Con này hiện tại giá của nó là 1 tỷ 580 nha anh em, 1 tỷ 580. Anh em đưa trước cho bên chiều khoảng 400 triệu là có thể nhận xe rồi đó. Dắt 5 chân giá 1 tỷ 580. Anh em nào mà đang quan tâm đến dòng dắt thì có thể liên hệ cho Hải Chiều đó, Chiều sẽ tổng hợp hết trong video này luôn. Ở công ty Hải Chiều có bao nhiêu dòng xe tải dắt thì Chiều sẽ báo giá hết. Tiếp theo anh em, dòng xe tải dắt N900, con này đời 2022 anh em, với tải trọng là 9 tấn 1. Để giúp cho anh em ta là tăng thêm 10% nữa là có thể chạy hàng tải 10 tấn nha anh em. Con này hiện tại là đối với thùng bạc thì nó đang có giá là 728 triệu xe thùng bạc như thế này chưa giấy tờ. Dắt N800 cũng vậy, dắt N800 thì tải nó có 8 tấn 4 anh em, với chiều dài thùng là 7m6, còn dắt 900 thì chiều dài thùng là 7m anh em đó. Sử dụng động cơ Cummins 3.8 nha anh em, con này thì thùng là 7m anh em đó. Thì hiện tại con này anh em đưa trước cho bên chiều khoảng 200 là có thể nhận xe rồi, thủ tục thì chiều sẽ hỗ trợ hết cho anh em. Bên hông này có một con dắt A53 chân nữa anh em, dắt A53 chân. Đây anh em, đây dắt A53 chân đó anh em. Thì đó em quay cho anh em xem đó, con dắt A5 này thì nhập khẩu nguyên con luôn anh em đó. Hiện tại thì con này anh em thì này là dòng dắt 3 chân nhập khẩu anh em, con này nhập khẩu nguyên chiếc. Anh em mà mua thì anh em đưa trước cho bên chiều khoảng là 300, hiện tại giá con này là 1 tỷ 220 anh em đó, 1 tỷ 220, giấy tờ rớt đâu đó vào tầm khoảng là 40 anh em đó. Thì nói chung là anh em nào mà đang cần thì anh em có thể liên hệ dài chiều, thì bên chiều dòng gì cũng có, Chiên Long cũng có nè, Phao cũng có nè anh em đó, anh em nhìn đi, Đông Phiên cũng có luôn. Nói chung là hầu như là dòng gì chiều cũng bán anh em, trừ Thaco thôi, tại vì Thaco là độc quyền rồi anh em đó, tại đại lý nó mở quá nhiều nên chiều không có thể bán được. Nếu mà chiều bán được là chiều bán cho anh em luôn á, xe mà đến nỗi mà xe chuyên dùng chiều còn bán nữa mà đó. Đối với mấy dòng này thì bình thường. Đó, anh em thêm một con dắt 5 chân rồi anh em, về rất là nhiều luôn anh em thấy không, tại vì hiện tại giá của dắt 5 chân rất là tốt luôn đó, nên rất là nhiều anh em đang mua để về mình chạy hàng đó anh em. À đây thêm một siêu phẩm nữa, dắt N350 Plus anh em, con này vừa ra biển số luôn. Thì trong phân khúc dắt 3 tấn rưỡi thì nó có tải 5 tấn và tải 6 tấn rưỡi cho anh em lựa chọn. Con này với chiều dài thùng là 5m3 anh em đó, nó sử dụng động cơ là DEV của Đức luôn anh em đó. Con này hiện tại giá của nó là 535 triệu anh em, xe thùng như thế này chưa giấy tờ. Nếu mà anh em lấy 5 tấn thì nó sẽ tăng thêm vài triệu nữa, và lấy 6 tấn rưỡi thì cũng sẽ tăng thêm vài triệu nữa anh em đó. 6 tấn rưỡi thì nó sẽ nằm ở trên mức là 550, xe thùng chưa giấy tờ nha anh em đó, với chiều dài thùng là 5m3 anh em. Anh em như những con này thì anh em đưa trước cho bên chiều là khoảng 150 là có thể nhận xe rồi, thủ tục thì chứng minh sổ khẩu thôi anh em. Tiếp theo nha, chiều sẽ đi và coi ở đây còn những dòng gì. À có dòng xe trường lái nữa anh em, dắt trường lái dành cho anh em. Đây anh em, đây hai dòng xe trường lái nè anh em đó, 3 tấn rưỡi nha anh em, dành cho tất cả các anh em bằng xe. Thì anh em nào mà đang muốn mua xe để về mình dạy trường lái á, cho học viên á, thì anh em có thể liên hệ cho chiều, đưa trước cũng khoảng 80 triệu à đó, là chiều có thể hỗ trợ ngân hàng cho anh em rồi. Còn anh em nào mà có tiền mặt thì anh em có thể mua trực tiếp, xe lúc nào cũng có sẵn dành cho anh em đó. Thì rất là nhiều xe dắt luôn anh em, thì chiều thì
kinh doanh tất cả các loại à, có thu xe cũ đổi xe mới dành cho anh em. Thì anh em nào đang quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Hải Chiều, Hải Chiều sẽ tư vấn báo giá chính xác nhất cho anh em. Thì Chiều cũng xin dừng video ở đây, anh em nào đi ngang qua hãy đăng ký và ủng hộ cho Hải Chiều nhé. Hải Chiều xin chào và hẹn gặp lại anh em ở nhiều video tiếp theo.